khi có con gì phát sáng kìa. Đâu bà bắt nó đi, bà bắt nó đi. Được rồi, trời đất ơi, từ khi biết tiền trong quần tới giờ mới thấy con gì nó phát sáng đó, làm thì chúng ta dạo rồi. À, có một con nai sừng dài đen tới đó. Trời ơi, bây giờ bắt con nào trước đây? Con nai kia nó đang làm gì vậy? Nó bảo vệ cái con kỳ lạ phát sáng. Thôi chúng ta bắn con nai trước đi. Rốt cuộc cái con phát sáng nó là gì? Hả? Hỏi vậy ai mà biết? Chắc là con cái mẹ của con nai đó. Tôi bắn đi. Được rồi, tôi hạ con nai rồi. Mau, xuống bắt luôn cái con phát sáng. Nó chạy đi đâu mất tiêu rồi. Mày có chắc đó là mẹ của con nai không? Sao nhìn khác quắc vậy? À, thì tao nghĩ là cái con nào đó nó ăn trời đứa đỡ, sau đó nó có bầu với lại một con nai nào đó, đẻ ra con nai con, hợp lý không? Hợp lý. Thôi, nhanh chóng tới lấy con nai đi rồi về. Trời sắp tối rồi đó. Đợi một xí đã mày, từ đã. Để tao bắt cái con kỳ lạ biết phát sáng ăn trời hư hỏng mẹ của con nai này đã. Lỡ đâu con đó là sinh vật quý hiếm bán nhiều tiền sao? Hả? Mày thích làm gì làm đi. Thôi tao ra xe trước. Trời, cái thằng này, mày làm vậy tình anh em có chắc bền lâu. Hả? Gì vậy? À, đó đây nè, đó đây nè. Bộ trúng mánh thì sao mà la dữ vậy? Hả? Hả? Mày có chuyện gì vậy? Không. Là quái vật. Không phải, là quỷ luôn. Trời. Bởi người ta, trong rừng có một con quỷ. Một con quỷ chữa hôn để ra con hươu. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là tiết mục của bốn chú rùa với bài hát hot nhất hiện nay, Bố ơi đừng nghiện nữa. Xin mời bắt đầu. Bố ơi đừng nghiện nữa, nhà mình còn gì đâu, chỉ còn chiếc quay tạm, bố cũng đem đi bán. Bố ơi đừng nghiện nữa, nhà mình còn gì đâu, chỉ còn mỗi con cày, bố cũng đem đi thịt. Oh yeah, nhà thì nghèo, rất một tơi, bố lại chơi đá, bố lại đặt đá, bố lại hút cần, con thì bơ vơ, bạn bè khinh, hàng xóm ghét, sao lại có thằng cha như bố? Nếu bố đã nghiện rồi, để con ra làm chi? Vì vài phút vui sướng, hại cả đời con đó. Hay quá à. Trời đất ơi, từ lúc ở chuồng tắm mưa tới bây giờ, nghe bài hát cảm động muốn rơi cả nước mắt. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhóm Ninja Rùa chúng tôi. Chúng tôi kết thúc phần biểu diễn tại đây. Được rồi mọi người, nhanh chóng sang chạy show khác vào. Đại ca Ráp ơi, đại ca Ráp ơi, em đau bụng quá à, hôm nay cho nghỉ bữa được không? Nghỉ cái gì mà nghỉ, ráng chịu đi. Trời ơi, đại ca ơi, lát nữa lên xe lỡ đâu nó phọt ra cái đại ca hốt nha. Thôi, chúng mày nhanh chóng lên xe đi, đừng có lề mề nữa. Đã hứa nhận lời hát cho người ta rồi thì phải đến đúng nơi đúng lúc. Leo, mày xuống đằng sau ngồi đi, ráng nín đừng có thả bom nữa nha, không là chết hết bây giờ. Trời ơi, đau quá à. Trời, thôi quá. Trời đất ơi, đã dặn được thả bơm rồi mà. Hả? Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ cầm thả bơm hả trời? Mày mà thả bơm một cái nữa là tao lấy cái nút tao nhát vô cái hậu môn của mày đó. Ô nhiễm hết không khí. Dừng đèn đỏ, mở cửa sổ ra một tí đi, cho nó thoáng đãng. Này, mọi người có nghe thấy mùi máu tanh của động vật không? Có. Ôi, chắc có lẽ xe đó là chở động vật mới đi săn về. Đại ca Ráp ơi, nhanh lên đi, em sắp lọt ra trong quần rồi nè. À, đánh lóc nổi tôi đâu. Hả? Chết rồi, cạn thứ gì đó rồi. Ra kiểm tra thử đi đại ca. Đại ca ơi, em chịu không nổi nó rồi, cho em ị trên xe luôn nha. Ấy cái đầu của mày sao máu nhiều dữ vậy? Dường như bị cuốn vào cầm xe rồi. Ủa, không thấy gì hết á. Hả? Thứ gì vậy? Đại ca, cố gắng lên đi, thuốc sắp xong rồi. Nó nói mày xong chưa? Mày chết rồi đó luôn hả? Sắp xong rồi, chờ tí đi. Đại ca, đại ca mà có mệnh hệ gì, đại ca cứ yên tâm đi. Còn bạn gái đại ca cứ để em. Để cái đầu của mày đó. Đại ca bị như vậy mày còn nói nữa. Thằng kia, mày nấu thuốc xong chưa? Trời ơi, làm gì mà hối dữ vậy?
được rồi, tránh ra đi, để tôi bôi thuốc cho đại ca. Không biết bị cái thứ gì nữa, sao tự nhiên cơ thể của đại ca thối rữa ra. Ôi trời ơi, cái gì chị nồi giống nó cũng rụng luôn rồi. À, tôi nhớ ra rồi, hồi tối lúc chúng ta trên xe, đột nhiên có một chiếc xe tải chở động vật săn bắt chạy ngang. Sau đó đại ca tôi chút thứ gì đi ra kiểm tra thì bị như thế này. Chắc chắn trên cái xe tải đó có vấn đề, phải đi tìm được chiếc xe tải đó. Tao đi tìm với mày. Tôi ở nhà chăm sóc cho đại ca đi. Hai thằng khốn, sao chúng mày lại bỏ đi? Đại ca ơi, cứ yên tâm đi, có em ở đây rồi. Đại ca cứ nhắm mắt xuôi tay, bạn gái đại ca để cho em, đừng có để cho hai thằng đó nha. Tốt lắm, số hàng lần này chất lượng đó. Nhưng mà cái thằng đi với cậu đâu rồi? Nó chết rồi ông chủ ơi. Dạ thưa ông chủ, tôi đã khi con nai cuối cùng của số hàng. Hàng được nhập xưởng đầy đủ. Được rồi, mau cho vào lò mổ đi. Trời ơi, lần này toàn động vật quý hiếm không à. Chắc chắn đợt này xưởng sẽ bộn thu, anh em sẽ được thưởng cho mà xem. Ê tụi bay, ở đây có con nai sừng gấm đã lắm nè. Lấy sừng, lấy da, lấy thịt đã xong, còn bộ đà lòng tối anh em mình nhậu. Vậy hả, thích quá à. Để tối kêu thêm mấy em gái xinh đẹp qua nhậu cho vui. Đừng đừng, kêu mấy con bánh bè qua tốn mùi tốn rượu chứ làm gì. Thôi được rồi hai cha, làm ơn lấy giùm cái sừng con nai mổ thịt giùm cái đây. Được rồi, giữ chặt con nai nha. Ê sẽ cho người vào rừng bắt cái thứ kỳ lạ phát sáng đó. Sẵn coi xác của thằng kia ở đâu, sẵn đem về ông luôn. Ông chủ cẩn thận đó nha. Thứ đó kinh dị lắm. Đó có siêu đập ngực tùy đó. Từ từ mày, sao trông ho la sầm hết vậy? Chẳng lẽ tụi công nhân lại đánh nhau nữa à? Cái lũ này, chúng mày không làm mà sao đánh nhau sầm hết vậy? Cái bọn này, người ta dành ăn dành uống, còn chúng mày dành gái với nhau hay sao mà còn đánh nhau trong giờ làm nữa? Hả? Có chuyện gì vậy? Trời đất ơi, bọn chúng mày lột da hết rồi. Kẻ nào? Đằng đây, tao ngửi thấy mùi của mày rồi. Mày bảo ra đây, tao biết mày đang ở đó. Là một con hươu hả? Không phải, là cái quần què gì vậy? Không, thứ quái vật này tại sao lại xuất hiện ở xưởng thịt chứ? Đó không phải là hươu. Đó là gì vậy trời? Không được, bình tĩnh lại. Mình không tin là nó không chết với đại của mình. Thành công rồi. Nhanh lên đi mấy cô, nếu không đại ca Rap sẽ chết mất. Trời ơi, nãy giờ chúng ta đi tìm tới mấy cái xưởng quá trời mà không có thấy. Ở đây cũng có cái xưởng nè, có tiếng súng. Leo, đi đâu vậy, vô đó làm cái gì? Lỡ đâu người ta thả chó cắn sao? Thì cứ vô đại cái xưởng này đi, chó cắn thì mình cắn lại nó. Mày cũng có điểm yếu à, tao tưởng mày không sợ thứ gì chứ. Chết đi, mày đã giết biết bao nhiêu người của tao rồi. Cái gì, mày đến đây vì bọn thú hoang này à? Hả? Mày đúng là một thứ quái vật. Trời ơi, nhìn mày trông gớm ghét quá. Cái gì vậy, sao thối vậy? Xin lỗi Leo nha, lần này tôi đau bụng quá à. Trời ơi, nhưng mà bây giờ chúng ta giúp ai đây? Ai mà biết chứ, từ từ đã. Sao, mày đau đớn lắm à? Mày định tới đây để giết hết bọn tao, để trả thù cho cái lũ thú hoang này à? Mày chết rồi, tao sẽ vô càn quét khu rừng của mày, giết không còn một con thú nào. Thì ra là tên lâm tặc với ngươi, săn bắt thú rừng trái phép à. Chết đi thằng chó. Ây trời ơi, sáng ăn tô hột bích, giờ thả bơm đã kè luôn á. Bây giờ còn cái thứ này chúng ta xử lý sao đây? Hả? Nó còn sống nè. Đây, đập im đi, đang tha thuốc cho nó, đừng có cử động. Đây, bình tĩnh đi, đừng có la nữa, bọn tao không có làm hại mày đâu. Trời ơi, nhìn nó giống như là một con hươu hút chích xì kê vậy, toàn xương với da không à. Hả?
nó hết la rồi kìa. Sao nó nhầm chầm chầm vào đại ca Ráp vậy? Đi, đi, anh ấy đang bị thương đó. Mày định làm gì anh ấy? Đúng rồi, con hôn chết chị kia kìa. Sao nhìn đại ca dữ vậy? Hả? Đại ca Ráp sống dậy rồi kìa. Hay quá. Ủa, con hôn đâu rồi? Các cậu ơi, tớ nhận ra nó rồi. Hôm bữa tớ đi thư viện đọc sách cổ, trong một chương nhắc tới thằng rừng có hình dáng rất giống con hươu chích xì ke đó.